hội với bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Vĩnh Toàn. Em quê ở Bến Tre. Hiện em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư hệ thống thông tin. Mình bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. Rồi, mời bạn giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn bên cạnh cùng toàn thể các quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cúc Cưng. Năm nay em 25 tuổi. Cúc hả? Dạ, mọi người thường kêu em bằng Cúc. Tên em là Cưng, họ tên đầy đủ là Võ Thị Cúc Cưng. Ồ, là Cúc Cưng thì quê mình ở đâu? Em quê ở Gia Lai. Hiện tại là em đang là dược sĩ ở nhà thuốc ạ. Bên kia là dược sĩ, bên đây là kỹ sư. Kỹ sư, hai người thấy hợp đó nha. Trải qua mấy mối tình rồi bạn? Em trải qua một mối tình khoảng 2 năm rồi. Bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Đến hiện tại thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Em chỉ thích đơn phương thôi. Đơn phương mấy mối? Chính thức của em là em thích đơn phương hai người. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn bạn trai của em á là phải biết chơi thể thao. Môn chơi gì? Thể thao dữ lắm à. Môn gì không? Hay là môn gì? Em rất thích chơi thể thao. Em biết chơi đá cầu, em biết chơi đánh cầu lông, em biết bơi, em biết đánh bóng chuyền, cái gì em cũng biết chơi, nhưng em không có cái nào giỏi. Giống luôn bạn ơi. Giống luôn đó, bạn ơi, xác nhận giống á. Nên em cần là có một người nào đó để đi chơi cùng em. Chơi cùng. Rồi cái ngoại hình bạn có thể giống ai không? Bạn có thể miêu tả cụ thể không? Tại vì là em hơi lùn. Nên em cần bạn nam phải cao. Bên đây cao cũng cao à. Có cái mẫu chuẩn giống nghệ sĩ, giống diễn viên, ca sĩ nào gì không? Thôi cao cao mập mập giống anh Quỳnh Linh là được rồi. Trời ơi, sao anh Quỳnh Linh làm lại anh Quỳnh Linh làm sói ca hay sao? Ai lên chương trình bạn muốn hẹn hò cũng lấy cái chuẩn là anh Quỳnh Linh hết. Bạn này không giống Quỳnh Linh mà giống đi coi. Bạn này giống ai ta? Giống ai nó giống Hoài Linh. Hoài Linh giống một nhân vật trong cái chuyện Doraemon. Seiko. Seiko đúng rồi, đúng không các bạn? Anh chào chị. Ừ, y chang luôn ơi. Bạn bên kia tưởng tượng Seiko không? Em không có đọc hoạt hình, phi coi phim hoạt hình nên em cũng không tưởng tượng được nó như thế nào. Ủa, Seiko là sao? Seiko hình như là cô mỏ nhọn á. Mỏ nhọn mà. Mỏ nhọn bên đây nó cũng hơi nhọn nhọn xinh xinh. Đâu này mặt nhọn chứ mỏ đâu có nhọn. Giống Seiko cũng được, dễ thương. Cao nhiêu? Bên đây cao 1m69. Chín gần nặng nhiêu? Nặng 55kg. Cũng siêu gầy ha. Dạ, mỏng ha. Ừ. Thích mẫu bạn gái thì sao? Em thích mẫu bạn gái là cũng có cá tính, dễ nhìn, dễ thương. Ngoại hình thì cao khoảng 1m53 tới 1m60. Rồi bao giờ tiến tới hôn nhân được nếu mà vừa ý? Em với bạn đó tìm hiểu mà hợp, thấy hợp nhau thì khoảng năm tới. Chuẩn bị gì chưa? Cũng chuẩn bị đủ tiền cưới. Bạn có không thích cái gì ở người bạn gái không? Chảnh chẹ, đanh đá, rồi nhút nhát. Chảnh chẹ thấy ghét. Đanh đá. Ở đây là không có luôn. Mình có tật xấu gì không? Em tật xấu của em là hay quên, hay thẳng thắn. Hay cho người ta mượn tiền rồi không? Em thì cho rất cho hay mượn tiền. Cũng hay quên. Vậy cho chị mượn tiền nha. Quên nha. Em cũng nhiều khi cũng quên. Quên nó mệt lắm mà. Được rồi, anh này rất dễ thương. Chị thích những người bây giờ thời buổi hiện đại nhanh lẹ mà cái gì mình rời rà mệt lắm. Dạ. Thích là phải nói nha. Dạ. Chào em. Hết hồn. Hú hồn. Trời ơi. Nhìn bạn bên này giống Doraemon quá ta. Vậy thì bên kia. Ủa sao hình như tôi coi chuyện tranh hay sao? Bên kia giống Seiko đến Doraemon vậy? Chắc do em tròn. Với cái tóc xà xả đơm mắt kính này nè. Dạ. Cúc cưng. Dạ. Bạn không thích về người đàn ông? Em không thích những người đàn ông nói nhiều. Tại vì khi gặp một vấn đề nào đó, người ta càng nói nhiều em càng không hiểu. Nói một thì em hiểu 10, mà nói 10 em hiểu 1. Nên đừng có nói nhiều. Với lại em không thích người đàn ông mà khi gặp một vấn đề nào đó tranh chấp giữa nam với nữ, im lặng em không biết cái nút nó nằm ở chỗ nào để em gỡ nó ra. Hồi nãy mới nói không thích nói nhiều rồi giờ lại không thích không, im lặng. Không, nói nhiều theo cái tánh. Rồi gì nữa, tiếp tục đi. Em không thích dơ đi. Hồi nãy nó thích quá. Người giống anh gì dơ. Ai đâu thích. May quá. Tại vì em rất bị dị ứng với mùi. Ừ, có mùi. Mà mùi thơm được không? Kiểm tra mùi bên kia coi sao. Thôi cứ sạch sẽ là được. À còn một cái nữa, anh Quỳnh Linh ơi. Con, nhiều lắm. Em cần bạn nam quyết đoán, cái đó là cái quan trọng nhất của em. Tại vì á, em không có quyết đoán. Em không quyết đoán, kiếm thêm một người cũng không quyết đoán giống em. Vậy là không làm được gì hết. Đúng. Anh dạ. Kiểm tra. Đầu tiên để tôi kiểm tra cái vụ này coi.
Ví dụ mùi á, phải không? Ừ, đúng rồi. Có mùi gì lạ đó. Có, nhiều khi có mùi mà mùi từ người anh nó bay ra. Bây giờ mà em nghe bạn gái kia nói, em thấy có vấn đề gì mà mình liên quan không? Dạ không. Mà em như là em quyết đoán. Ừ, kỹ sư mà phải quyết đoán chứ. Với em rất là gọn gàng mà ngăn nắp sạch sẽ. Đúng rồi, vậy được. Anh thấy được đó. Bây giờ mình gặp người thân coi góp ý sao ha. Bến Tre này đi với ai? Em đi, em có ba mẹ và dì. Ồ, anh chị ba. Chị. Dạ, chào ba. Chào chú. Tôi, ba của Trần Vĩnh Toàn. Dạ. Dạ. Quê ở Bến Tre. Hôm nay đến tham dự cái chương trình Tôi Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thì qua cái nhận xét tôi thì thấy cái ngoại hình của cháu và gái thì thấy cũng nhìn dễ nhìn. Dạ. Tính tình cũng vui vẻ. Tùy theo hai đứa, hai cháu. Dạ. Chú dưới quê có trồng dừa cam quýt gì không chú? Dừa. Ở nhà trồng dừa. Nhiều không? Dừa được cũng 6 công. Trời ơi, dữ nha. Yeah. Hái dừa mệt mỏi rồi. Giờ cưới dâu vậy có cho nó công dừa nào không? Dạ có. Có chú Quyền Linh. Giờ cô thấy sao? Con dâu tương lai mình được không? Nhìn thì thấy cháu cũng xinh. Dạ. Tính tình vui vẻ. Mà cái việc hai đứa có duyên nợ á, thì bấm nút. Thì tôi cũng đồng ý. Chồng coi như rất là dễ thương ha. Bây giờ mình hỏi bên đàn gái coi có ai đi theo không nha. Rồi, em nay em đi có ai đi theo? Dạ, em đi với lại bạn thân của em, cũng là đồng nghiệp của em, bạn Phan Thị Thùy Linh à. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em chị chào chị Cát Tường và mọi người trong khán phòng hôm nay. Đối với anh Toàn thì theo nhận xét của em thôi, về cái tính tình thì hai bạn có những cái nó hơi khác biệt, thì nó cũng là một cái hay để mà bù đắp lại cho nhau. Với lại em thấy anh cũng hơi ốm. Bên kia về nuôi. Dạ. Nên là có thể sau này thì hai bạn khoe hẹn hò thì có thể bạn Cúc Cưng có thể là chăm sao cho ảnh tăng lên chục ký nữa đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Thôi giờ quan trọng là hai cặp đôi này nhìn mặt nhau nha. Mình thấy được là mình phải nắm bắt rồi. Rồi, kéo màn. Dạ. Rất vui gặp em. Rồi, cảm ơn. Em còn có món quà tặng. Cảm ơn em. Cây đó cây gì vậy em? Dạ cây đó là cây cái tài lộc may mắn á chị. Thôi nãy giờ mình thông qua cái màn mình nói chuyện, rồi bây giờ mình gặp mặt nhau mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh có cảm giác gì với em? Đầu tiên thì anh có cảm giác là dễ nhìn. Dạ. Cũng vui vẻ, khá thân thiện. Dạ. Nói chung là ngoài sức tưởng tượng mình. Dạ. Ngoài sức tưởng tượng là cơ thể nó mập quá hay là nó là cái gì anh? Nói chung là em thích. Rồi bạn gái cảm nhận bạn trai thế nào? Em thấy anh thì cũng chững chạc. Khi mà anh mà dắt gia đình của anh đi theo thì em cũng thấy rằng là anh có cảm, em có cảm giác rằng thì anh cũng có nghiêm túc trong vấn đề này. Thì nói chung thì em cũng thấy mến. Một bên thích, một bên mến. Bạn nam hát bài nó tặng bạn nữ đi. Em thì hát không có hay nhưng cũng hay hát. Đến chương trình em cũng tặng một bạn gái một bài hát. Đứng lên diễn tả đứng sát bạn gái hát cho nó tình cảm thôi. Đời bao buồn vui, đời đã, đời bao buồn vui. Ngày tháng đưa ta về đông như ơn. Như trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Như trong đời anh thiếu em. Nếu trong đời cảm ơn. Từ đây trái tim hào gầy những tháng ngày đông nhau. Biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó xin cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Rồi. Giống như đứng trả bài. Hát giống như cây dừa bị đuông ăn. Vừa hát, hát xong rồi không dễ thương cái câu đó quên rồi hay lặp lại á. Nít là trả bài. Chắc ảnh căng thẳng khi đứng trước em. Đúng rồi, căng thẳng đó. Mà giờ em biết bài hát đó, bài hát gì chưa? Em chỉ biết anh nói là mãi mãi yêu em. Cái này được rồi. Cái chính là bốn chữ đó thôi. Bây giờ là có ba mẹ với dì ngồi dưới kia. Bạn gái muốn nói điều gì không? Dạ con chào cô chú, con chào mấy dì của anh.
Khi đến tham gia chương trình này á, thì nói chung là con cũng muốn tạo cho mình một cơ hội để tìm hiểu người bạn bên kia. Mà nếu như mà con với anh mà có cơ hội tìm hiểu nhau thì con nghĩ rằng con sẽ là một cô gái tốt trong mắt của cô chú. Thôi, bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò với nhau nhé. Suy nghĩ thật kỹ. Thôi. Xem mình có cảm nhận được, để tay nút rung động cả. Được với nhau hay không để quyết định. Nhắc lại, đây là một câu chuyện hết sức là quan trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Một. Duyên rồi là dễ mất duyên lắm nha. Trao không phải là trao duyên rồi là uống cà phê đâu nha, mà trao duyên tiến tới xa hơn đấy. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi xin mời bạn. Sao bạn gái không lại không bấm? Không phải em không bấm đâu mà cái nút không có ăn. Có bấm không? Em có bấm nhưng mà nút không ăn. Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Trời tay múp míp dữ ha. Trời ơi giống trời giống Doraemon xe cô ghê quá. À, hôm nay bạn rất là may mắn khi có cả nhà của bạn Toàn đi theo. Đây là một sự hết sức là hệ trọng nên cả nhà, ba mẹ và dì nữa. Nên chúng ta cũng phải nắm bắt cơ hội này bạn. Tôi thấy rằng hai bạn hơi hợp đấy. Một chàng kỹ sư rất là chân tình ha. À, cũng vui vẻ, hòa đồng. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ bổ sung cho nhau để ngày nào đó chúng tôi sẽ được dự đám cưới tại Bến Tre ha. Rồi, đây là những tình cảm của chương trình gửi tặng các bạn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế trị giá 1 triệu đồng của GCB đến từ Nhật Bản gửi tặng các bạn. Và đây hạnh phúc nhân đôi. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng của áo cưới Milan. Và đây là nước xịt khơm miệng thảo dược Vilet gửi tặng hai bạn. Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Còn bây giờ mời quý vị đến với cặp đôi. Cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. À, năm nay em 27 tuổi. Em làm việc là hiện tại là ở Bình Dương. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Nhà em thì ở Đồng Nai. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Quang Vinh, 29 tuổi, em ở Bến Tre. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Chà, giáo viên dạy về gì? Dạ, giáo viên dạy về thể dục. Dạy ở quận nào? Dạ, em dạy ở Gò Vấp. Cũng ấn tượng quá ha. Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha. Khỏe, trời ơi. Mình đến đây để tìm một người yêu như thế nào, bạn có thể chia sẻ luôn. Ngoại hình thì không thành vấn đề. Quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi. Đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ hả? Nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không trời ơi. Gái chắc ít con này lắm không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, cha biết hát. Rung quá chị ơi. Hít thở, đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non mông ướm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mây núi cũng lặng lội về thăm. Dạ hết rồi chưa? Hết rồi. Bài ta vui quá hát sao nó buồn hiu rồi trời. Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi cắt tôi à, mình đi cắt tôi. Trời ơi chết rồi. Đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen nhìn nó men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Ồ, cô này cũng lạ ghê nha. Xấu cũng càng tốt. Ủa gì cái vậy? Quan điểm nói kỳ quá. Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ô chào con. Cô này ngộ ha. Dạ có tìm người yêu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen
thích xấu thôi, rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa, tôi chưa tôi chưa. Dạ không. Ở giờ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy. Bên kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lùi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Cái gì mà dữ vậy? Ở trời chứ nào, đâu không nên nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người ta ngồi phía sau á, hay than vãn vấn đề tiền bạc á. Yeah. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. À, gì vậy? Đừng có than vãn. Hàng tháng thì nhiều khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em cũng xài. Mượn gì phải than vãn. Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời đen hơn Huyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em tưởng đâu. Trời thôi, đây người ta đẹp trai, người ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hớt lạ, ta quên giờ mới nhớ đó. Con tóc lạ vậy. Thật ra tiệm em kêu hớt cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre ta kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Ừ. Chắc chắn đen ha. Tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Phải cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi là thích mấy người bạn đàn ông vậy lắm á. Đó, bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm bên văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào quý vị khán giả. Em tên Học là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được á. Dạ. Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái em với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được. Cao ráo, đen chắc, giống ý của em. Em cười cũng dễ thương, cũng dễ gần. Chứ không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi. Trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới luôn. Em chị là nó rất là nghiêm túc, tính nó là quyết đoán lắm. Như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu. Cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ, thầy về thể dục mà. Thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Ừ. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt, mình rồi. Chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp em có quyền nói trước. Dạ hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á là cao trên 1m50 á, mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không, ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh, nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy á, thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ hai tới thứ sáu, đến thứ bảy chủ nhật thì anh dạy có buổi, còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi, nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay sao? Năm nay có đám cưới gì không? Ừ. Dạ hôm nay em không có đi coi. Có coi tuổi hợp bằng nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em coi em biết. Ủa em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bằng nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè. 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái ảnh đó. Bạn này lại biết rồi, tuổi tỵ. Dạ hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. 87 rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn vườn qua vườn lại, vườn qua vườn lại vậy nè, được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy. Đầu có chưa chắc à nha, chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái,
thầy bói nói gì rồi, nói sao? Dạ thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cao cao mà em không biết phải không. Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng, mình thể hiện ơi thầy giáo dạy thể dục. Chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được, nhưng mà không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Đã như cho em xếp được tấn bóng để thể hiện là em là không, em thật sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi, xong, mất bóng. Đó, 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 đó. Sao chu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ, được. Để đỡ cho em, được không? Thấy sao em? Dạ, thấy thì... được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ, tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Ảnh tên đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? Anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm được chưa? Vậy đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà, nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi đi, người đen thùi lùi. Giống như bạn bạn đen với phấn trắng vậy ha. Không mà, nhưng mà hợp đấy. Không, bạn gái một cái đi. Sao không sao? Không đờ, đồng ý không quý vị? Nào, xin chị gái, xin chị gái trước. Có chị gái không xin gì chưa? Cảm nhận sao? Dạ... nó lăn lăn sao? Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Pilot. Cũng chuẩn bị được tiến đến hôn nhân, nhưng mà qua một thời gian tìm hiểu rồi không có hợp nhau. Đến lúc mà được yêu thì mình không được yêu, muốn yêu rồi thì mình lúc đó lại lớn. Rồi năm bước nữa, cái ghế trước mặt đây rồi, vòng qua ghế em ơi. Mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra được rồi. Chào hai anh chị, bây giờ việc trước tiên là chúng ta sẽ giới thiệu để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình ha. Mời anh trai giới thiệu trước. Dạ, mình tên là Tranh, quê quán thường trú thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi? 51. Thì làm ở công ty. Công ty gì anh? Công ty In Trần Phú. Rồi mời chị. Dạ em chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Hạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi. Em ở Văn Phú. Quê em ở ngoài Nam Định. Mình vào đây lâu chưa? Mình làm công việc dạ, gì? Dạ em vào lâu. Em vào năm 97. Dạ em làm may. Công việc của em là may. Là mình may là may công ty, may xí nghiệp hay là may gia đình hay là may đồ cho khách hay như thế nào? Em may đồ thời trang đi làm cho người ta. À đi làm cho người ta. Thế điểm mạnh điểm yếu trong công việc của mình là gì? Công việc điểm mạnh của em là tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc nhiệt tình. Rồi điểm yếu của mình là gì? Nhút nhát chứ đánh đồng. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nãy giờ em chưa có thấy vui vẻ gì hết trơn, thấy buồn so hả? Không, thì cái lúc mình mới thì mình thấy bình thường, như ấy từ từ mình quen rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ quen rồi đó anh, vui vẻ hòa đồng lên anh. Rồi gì nữa nè? Thân thiện. Rồi điểm yếu? Điểm yếu là không biết ca hát. Tật xấu thì không có. Về tình duyên thì sao? Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Thì mình cũng trải qua hai mối tình.
Một mối tình thứ nhất thì có đất, có nhà nhưng mà chưa có hộ khẩu. Thì cô muốn kiểu như mình phải có hộ khẩu. Mối tình thứ hai thì trình độ thì bạn ấy cũng học cao nhưng mà có cái là ít chia sẻ mà ít quan tâm. Thì anh không thích những cái đó. Cái lúc mà được yêu thì mình không được yêu. Lúc mà muốn yêu rồi thì mình lúc đó lại lớn. Nên chúng ta cũng nó hơi khó. Vậy bây giờ là muốn yêu chưa? Thì bây giờ chắc muốn yêu rồi. Giờ muốn yêu rồi. Thế còn mình tình duyên của mình như thế nào có thể chia sẻ cho anh nghe luôn. Dạ em cũng có hai mối tình. Thứ nhất thì cũng chuẩn bị được tiến đến hôn nhân ấy, nhưng mà qua một thời gian tìm hiểu rồi không có hợp nhau. Mối tình sau thì cũng có quen vài tháng rồi tìm hiểu rồi xong lại thấy không hợp. Không hợp là không hợp ở chỗ nào? Cụ thể là không hợp cái gì? Em thích cái này thì người kia thích cái khác. Thế mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào? Những việc anh biết quan tâm, chia sẻ, quan tâm với gia đình hai bên. Có cái vóc dáng, cái cơ thể gì đó, mình có cái mẫu lý tưởng của mình không? Vóc dáng thì chỉ cần nhìn đàn ông xíu được rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Còn anh, mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ấy biết quan tâm và chia sẻ, biết đối nhân xử thế. Quê hình thì có 1m58 thì... Điều gì anh không thích ở người bạn gái? Điều mình không thích ở người bạn gái là không chung thủy, sống kiểu như là không có chia sẻ. Ngành này anh chụp bao lâu rồi? Năm năm nhìn cho cỡ chừng chục năm rồi trời. Rồi tìm đi, ảnh ở trỏng á, tôi nhìn không biết ai hết trơn á. Hình nhỏ không à. Rồi, dễ nè. Có cô gái đang ngồi đối diện ở bên cạnh tấm hình này. Anh hãy cảm nhận thử xem. Cái nhìn đầu tiên mình nhìn coi, mình thấy là ai là cái người đang ngồi bên kia. Anh cao khoảng 1m mấy vậy anh? Anh trước cao 1m62. Dạ, cảm ơn anh. 1m62. Đâu, anh nào? Anh trời, hay dữ vậy ta. Bên này được chưa anh? Bên này quá trời dễ tìm, hình rõ quá trời rồi. Ai đâu? Bên này. Tại sao anh chọn cô đó? Thế mình cứ ghê hình này chứ có cô này, hình này. À, chỉ đâu? Chỉ có trong hai người này thôi. Cô màu xanh đó đúng không? Rồi, xin mời hai bạn hãy nhìn qua cái cửa trái tim này. Các tường sẽ mở cửa trái tim ra và mọi người sẽ xem cái sự nhận xét của mọi người ngày hôm nay là đúng hay sai nhé. Cái sự cảm nhận của mình đúng hay sai nha. Xin mời anh chị. Em hỏi ảnh thử coi tấm hình đó phải ảnh không vậy? Cái người đó phải ảnh không đúng không? Anh cho em hỏi tấm hình này, cái này có thể phải anh không ạ? Rồi rồi, đúng. Đúng không? Đúng không ạ? Trời, sao em chọn hay vậy trời? Rồi cổ là cái tấm nào bên đây, anh nhìn đi. Đúng không anh? Đúng. Thôi bây giờ hai anh chị trò chuyện với nhau nha. Tôi mời hai anh chị thưởng thức một bữa ăn trưa tại chương trình. Rồi, à, tặng hoa đi anh. Anh đến chương trình ấy có món quà tặng em. Cảm ơn anh, em có một món quà muốn tặng anh ạ. Quà gì vậy em gái? Dạ là em làm thợ may, thế em may áo sơ mi em tặng anh. Ồ, vậy bây giờ ừ, em có thể mặc giùm ảnh không? Để thử coi anh có vừa không? Mở ra xem đi anh. Cổ may đó. Rồi lấy ra đi, mặc đi anh. Phụ ảnh đi em, phụ ảnh đi em. Coi may đúng sai không nha. Anh mặc thử. À, nút bóp hả? Hàng chị dạ, mở nhanh ha. Nút bóp khỏe ha. Chiều dài thấy vừa rồi đó. Lịch sự đẹp trai rồi đó. Fashion rồi đó, trẻ hơn mấy tuổi luôn rồi đó. Rồi bà chủ nhìn, bà thợ may nhìn coi vừa không em? Có cần chỉnh sửa gì không? Thấy vừa y rồi đó. Ghê quá ha, không có nhìn thấy nhau mà đo mặc đồ rồi đo vô vừa y chang luôn ha. Rồi, như vậy là phần tặng quà đã xong. Bây giờ các tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Và chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha. Mạnh dạn lên, hai anh chị nhút nhát quá.
Rồi, xin mời hai anh chị sẽ thưởng thức một buổi ăn trưa rất ngon miệng tại nhà hàng nha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, vẹm xanh, sốt trứng muối đúc lò, gân cá ngừ và súp đuôi bò hầm thảo mộc. Vừa ăn mình vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa các tường sẽ quay lại. Rồi, xin mời anh chị. Dạ. Em mời anh. Dạ, em mời anh. Sài Gòn anh sống ở đâu ạ? Anh ở Tân Bình. Tân Bình hả? Em ở bên Tân Phú, gần Tân Hương. Anh ở bên đó anh sống với ai ạ? Trước đây anh ở mấy anh chị, sau này anh chị về Gò Vấp thì mình ở đấy, mình làm ở đây tại nhà luôn. Dạ. Bình thường anh có hay đi đâu chơi, đi du lịch gì không ạ? Không, du lịch thì anh cũng thỉnh thoảng đi, từ bị công ty tổ chức mà kiểu lâu lâu với anh em mới tổ chức đi với nhau. Là cái công việc của anh là làm về bên cái gì hả anh? In lịch sách báo tạp chí. Anh thì thường thường nếu mà có công có việc thì ấy đi chơi thăm người nhà người thân. Dạ, anh có biết uống bia không ạ? Dạ, anh có biết uống bia không ạ? Anh thì nói chung cái gì cũng biết, thì mình biết điểm dừng. Em học ấy về may lâu chưa? Dạ em làm từ lúc vô đây là em học may rồi em làm may. Dạ. Anh khi nào mà công ty mà việc nhiều mà gấp thì mới làm chủ nhật, còn bình thường không làm chủ nhật. Chắc em nghĩ em đi chắc hai người không ai nói hai tiếng nào quá à. Nãy giờ có nói chuyện gì được không? Dạ có nói chị. Thế bây giờ anh chưa lập gia đình lần nào thì quan điểm anh trong cái hôn nhân là như thế nào? Chung thủy thật thà. Dạ. Biết rồi. Đối nhân xử thế này được. Rồi cái chuyện này mới quan trọng nè. Bây giờ anh chưa có lập gia đình lần nào. Đó. Rồi bây giờ cái chuyện sinh lý anh có ok không? Thì nói chung ấy, nhìn người nó thấy anh biết. Nhìn anh là em thấy không được gì rồi đó. Cho nên em phải hỏi để anh tự nói. Thì vẫn bình thường mà đâu. Thì vẫn bình thường mà đâu. Sao anh rụt rè quá vậy? Thanh niên anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh phải anh đeo đuổi phụ nữ mà anh phải mạnh mẽ lên, anh phải người ta mới tự tin, người ta giao cuộc đời người ta cho mình. Anh phải có cái sự chủ động chút. Chứ chị đã rụt rè quá trời mà anh còn im luôn nữa rồi làm sao? Theo như anh nghĩ sau này khi mà kết hôn thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý tài chính? Nói chung làm ra thì ấy hai vợ chồng thì ấy gom về một mối. Chứ không có kiểu như là cái quỹ đen. Dạ. Yeah. Hiện tại trong này là anh ở là nhà mình thuê hay nhà mình mở mua rồi? Nhà anh mua lâu rồi. Mua lâu rồi. Hai anh chị hơi rụt rè. Bây giờ Tường cho anh chị chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ ha. Anh chị mình bóc những lá thăm rồi mình đọc lớn lên. Mình có cái sự tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh đọc lớn lên đi anh ạ. Hay nói ba điểm chung của bạn và người đối diện. Nãy giờ trao đổi được nhiều không? Lúc Tường đi ra ngoài đó, Tường đâu có nghe đâu. Biết có hai bạn có điểm chung gì trong cuộc sống, trong công việc, trong suy nghĩ, trong tính cách, mọi thứ. Nói chung là điểm chung là kiểu như vẫn mới gặp đầu thì vẫn kiểu như là ít chia sẻ hơn. Ít chia sẻ thì nó cũng là nhút nhát đó. Còn gì nữa không nè? Còn về sau thì từ lúc đó sẽ rõ. Trước mắt là chị thấy có sự là nhút nhát là giống nhau thôi phải không? Mà đã không có gì chung phải không? Rồi, tới mời chị. Dạ. Theo bạn làm sao để hôn thật lãng mạn, hãy chia sẻ bí quyết. Theo như anh là hôn như thế nào để lãng mạn, anh hãy chia sẻ bí quyết. Cũng hai ba mối tình rồi, có kinh nghiệm rồi, anh chia sẻ thử xem. Nụ hôn như thế nào nó lãng mạn? Nụ hôn như thế nào nó lãng mạn? Tại vì lâu thì không lâu rồi cũng không nhớ nữa, bao lâu anh không hôn? 5-7 năm. Năm bảy năm. Thế anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của anh không? Nụ hôn đầu đời của anh năm nào anh nhớ không? Lúc anh bao nhiêu tuổi anh nhớ không? Lúc còn nhỏ thì giờ lâu quá không? Phải nhớ chứ, cái mối tình đầu, cái nụ hôn đầu mà có tình yêu mình phải nhớ chứ anh. Hơi dậu được. Bây giờ không biết anh nghĩ anh yêu lại, anh hôn lại, anh có còn đạo đức như ngày xưa nữa không? Nếu như mà cảm thấy phù hợp thì anh nghĩ là mình tìm hiểu bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân được? Anh thua là hai người. Ý anh là như thế nào? Mình đàn ông mình phải có cái ý kiến của mình trước. Thì 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng. Có thấy nhanh quá không? Anh đã chuẩn bị mọi thứ để cho cái đám cưới chưa? Không, nói chung ngày xưa thì chưa chuẩn bị được. Nhưng bây giờ thì chắc là chuẩn bị được. Thế khi còn em? Em nghĩ là bao nhiêu lâu thì trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân? Em thì quan trọng là hai người, nếu mà hai người hợp nhau thì chỉ khoảng cũng 3 đến 6 tháng là cũng... 3 đến 6 tháng? Ồ, vậy là hai người đó, hai người có điểm chung nữa thấy không? Dạ. 3 đến 6 tháng thì Tường thấy là cũng là hơi nhanh đó.
Bây giờ tôi vẫn đang rất là lo lắng nè. Người ta lập gia đình là người ta cần một người đàn ông mạnh khỏe. Thế nên giờ em hỏi gì anh cũng không trả lời hết. Bây giờ em hỏi anh một câu nữa là anh có khỏe không? Khỏe mới đi làm được. Khỏe mới đi làm được. Bây giờ anh hít đất nổi không? Giờ anh hít đất 10 cái cho các tường được không? Để chứng minh là anh khỏe, người ta mới dám, đúng không em? Đúng rồi em thích người mà đàn ông phải mạnh mẽ, chủ mạnh mẽ, mạnh khỏe. Mời anh. Chứ anh không nói anh phải bù chứ, người ta nói cần cù bù siêng năng. Rồi. Khỏe không? 1. Chị đếm đi em. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi anh. Khỏe. Có điều ảnh nhút nhát quá thôi. Đó. Thôi Tường làm vậy để cho anh nóng lên nè, để anh chốt lại câu cuối nè. Thôi bây giờ nha, Tường sẽ cho hai anh chị một cơ hội nữa thôi. Dạ em mời anh. Rồi chương trình cho mình gặp nhau, anh muốn em làm bạn của anh. Dạ. Có thể làm bạn để thử tìm hiểu nhau xem sao. Bây giờ vậy hai người đứng lên đi. Mình hãy nắm tay nhau qua cái chữa trái tim này, để xem có điện gì chảy qua giữa hai người hay không. Tự hai người cảm nhận, nhìn nhau và nắm tay nhau qua cửa trái tim này. Mời hai anh chị. Nhìn nhau nhé, mình cảm nhận nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Tường đã cho anh chị rất là nhiều cơ hội ha. Nói chuyện, ăn uống, có sự va chạm, tiếp xúc để chúng ta có thể cảm nhận được. Bây giờ đặt tay vào nút bấm này. Nếu sau 3 tiếng đếm của các Tường, anh chị cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì anh chị nhấn nút thật mạnh. Nếu như anh chị cảm thấy không phù hợp với mình thì mình không nhấn nút nha. Hãy làm theo cái cảm nhận của trái tim mình. Rồi nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em thích người đàn ông có cái sự mà chủ động một chút xíu. Anh hơi rụt rè. Em thì em thật sự là em cũng không rụt rè bên ngoài, em cũng không có rụt rè nhiều, tại vì lên đây thì em bị rung á, nên em không nói được. Anh là một người đàn ông cũng rất là tốt, cũng có những cái trải nghiệm, có công việc ổn định, có nhà cửa ổn định, một cái điều kiện cũng là khá tốt. Phụ nữ người ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi mà, tại vì không biết anh nghĩ cái gì. Dù anh thích, giống như tới hồi bấm nè, anh bấm rất là ok, biết anh thích, nhưng mà anh không nói, người ta lại không hiểu anh muốn cái gì, nên người ta cũng rất là e ngại. Đó, đâm ra là anh cô ấy không bấm, anh có buồn không? Không, nói chung ấy anh thua là bạn gái, bạn thích người như thế nào. Dạ, dạ. Ấy, mình thì mình lần đầu tiên tiếp xúc là mình cũng ít ấy, mình thường thường mình trầm tính. Dạ. Cho nên lần đầu tiên mình tiếp xúc thì mình cũng không cởi mở nhiều. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống này nó vội vã lắm, cơ hội nó không chờ mình. Nhiều khi đâu có cái tiếp xúc lần nữa thì đâu có cái thời gian nhiều như vậy để chúng ta thể hiện đâu. Cho nên ngay từ đầu tiên đôi lúc mình cũng phải nắm bắt cái cơ hội, mình cũng thể hiện bản thân mình một chút xíu. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai anh chị đã tham gia với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị là có thể sẽ nhanh thôi, sẽ tìm thấy cái nhân duyên của mình. Tình yêu nó sẽ đến với anh chị một cách rất là bất ngờ trong cuộc sống ha. Thưa quý vị, hôm nay là bà Mai lại không làm tròn trách nhiệm của mình nữa rồi. Bữa giờ như là tổ không đãi hay sao á, rất là buồn. Nhưng mà mọi người ơi, đó là quyết định của người tham gia chương trình. Chúng tôi đều phải là rất là trân trọng, rất là tôn trọng cái sự quyết định của họ. Chỉ mong sao rằng là tình yêu sẽ sớm đến với họ thôi. Và bây giờ thì Tường xin nói lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay.
mời hai cô em gái nhỏ của tôi đi nào. Đi đây lên. Sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước nha. Bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ, xin mời em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn chơi và quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và nhà em thì ở Phú Yên. À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh. Chị Quang, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Chứ đủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái. Nhưng cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ đúng không? Dạ, có chứ. Có chứ ha. Còn chờ đợi gì nữa? Cô công chúa ngồi ở cái ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi. Mình ngồi ở Khánh Hòa Cam Ranh luôn nè. Dạ, em lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em tên là Cẩm Vân, năm nay em 21 tuổi. Hiện công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh và quê em ở Bình Thuận. Bây giờ chàng trai còn lại chiếc ghế màu xanh, mời em. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Tiêu Kiết Tường. Hả? Tên gì? Kiết Tường. Vậy thì em biết ý nghĩa của tên em là cái gì không? Dạ, Kiết Tường thì nó cũng gần nghĩa như là Cát Tường là ý nghĩa gì? Là may mắn. Đúng rồi, Kiết Tường, dạ Kiết Tường. Dạ vâng. May mắn. Đúng không? Hy vọng ngày hôm nay em sẽ may mắn. Dạ vâng. Đi một về hai. Tường năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 ạ, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch viên tiếng Trung. Em đang sinh sống ở Vũng Tàu nhưng mà trong tương lai thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cô gái ngồi ghế xanh. À, dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Yeah. Em chào chị Cát Tường. Chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Anh Nhung, hiện 25 tuổi, đang là nhân viên của một công ty vận tải hàng hóa, đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài ạ. Dạ, quê của em ở Quảng Nam ạ. Quảng Nam mà đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình đi với ai? Dạ em đi cùng với hai chị của em ạ. Vậy còn bạn gái ở ghế màu đỏ? Dạ có ạ, em đi cùng với mẹ và bạn thân của em ạ. Wow, có mẹ luôn. Mẹ dạ chào bác. À, chút dạ. Xíu nữa sẽ liên lạc với gia đình mình nha. Còn hai chàng trai của tôi. Dạ em đi cùng bạn của em. Dạ hôm nay em đi với ba ruột của em. Ba luôn? Dạ. Ủa phải ba dạ, ruột như vậy? Bộ có ba hỏng ruột nữa hả? Bộ có ba hỏng ruột nữa hả? Dạ dạ dạ. Quen miệng trời ơi. Vậy bên đây phải mẹ ruột không? Dạ dạ, dạ, dạ. Dạ. Hôm nay có ba ruột và có mẹ ruột của hai bên gia đình nữa nha. Chàng trai ngồi ở cái màu đỏ. Những cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Ừ. Đàn hát đồ thể thao đồ nhau. Nhưng môi trường đó là mình mấy hay hát hò. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời Thoại. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa hai trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã dư trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Bài hát là lời nói dối của em đúng không? Rất là dễ thương. Trời, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của chàng trai bên này của tôi như thế nào? Dạ hay ạ. Hay. Của em điểm mạnh điểm yếu em là sao? Dạ điểm mạnh của em là em múa. Dạ. Là em có học qua khóa múa nào chưa? Dạ không ạ. Em tạo niềm vui cho mọi người. Điểm yếu của em là em hơi trẻ con một tí, quăng đồ lung tung, quăng xong rồi cái vô mất tiêu. Trời đó giờ tôi chương trình này dưới thay múa nôn dễ sợ vậy. Muốn mở cửa luôn á Tường. Muốn mở cửa luôn á Tường. Từ từ bậy để người ta nói quá. Thiệt. Rồi mở Tường. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là chịu khó. Tại vì nhà của em thì từ trước nó không có phải là rất là khá giả. Từ lúc mà em tốt nghiệp cấp 3 là em phải ráng học tiếng Trung. À. Để em xin học bổng đi du học. Em thiên về thích ca hát và chụp ảnh. Nếu mà bạn nào chọn mình thì mình có thể hát cho nghe cả ngày và... Thôi bây giờ chưa chọn hát nữa. Chưa chọn cũng hát. Bức ảnh thật là đẹp luôn. Rồi ảnh thì một chút xíu nữa mình kết đôi xong rồi cái mình rủ cổ đi ra công viên chụp ảnh. Bây giờ hát đi. Rồi xin mời quý vị một tràng pháo tay. Hát luôn hả? Kiết Tường. Vậy cho em xin hát bài Ánh Nắng Của Anh. Rồi xin mời em.
phút giây ta trao nhau tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ghê chưa, thấy hai chàng trai của tôi ngày hôm nay không? Nghe là muốn làm tia nắng liền ạ. Nhung ơi, giờ Nhung sao? Điểm mạnh điểm yếu của Nhung sao? Dạ, điểm mạnh của em là em được cái chiều cao khiêm tốn nhưng mà tự tin lắm. Em chẳng bao giờ tự tin về chiều cao của mình cả. Chiều cao của em được tính từ trên trời xuống đây. Đúng như vậy, phải tự tin như vậy. Em có thể chơi nhạc cụ và hát ạ. Nhạc cụ và hát? Dạ đúng. Em chơi loại nhạc cụ nào? Rồi, xin mời em. Em có thể chơi guitar, ukulele và một chút piano. Rồi. Bây giờ em chơi ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Không thể nào. Không thể nào, em chọn một trong ba loại nhạc cụ. Em có thể chơi guitar ở đây. Guitar? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời em. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em. Ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai. Mãi yêu mình anh, tình yêu cháy gian cùng chúng ta. Anh đã đưa em lên trời cao cùng bay với chân sao. Trong ánh sáng lung linh tình yêu, tình ta bay phú trên bầu trời cùng tiếng ca. Hòa trời mây tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan đời nào với ai. Mãi yêu mình anh. Cực kỳ hay. Cực kỳ hay luôn hả? Bạn cũng giống em cũng biết chơi ukulele. Vậy hả? Trời ơi, hôm nãy ta đang chơi guitar. Em còn biết chơi harmonica nữa. Ghê vậy hả? Sao nay không đem đồ chơi theo? Dạ tại sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Em sẽ thổi riêng cho bạn nghe. Vậy hả? Bây giờ hai mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Vậy em muốn hỏi hai bạn nữ là, đặc biệt là bạn áo xanh là quan... Ghế xanh nha. Ghế xanh ạ. Quan niệm của bạn về tình yêu là như thế nào? Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow, ngoại lệ duy nhất của em. Nghe giọng nói của cổ em có thể nào em tưởng tượng ra cổ đang là như thế nào không? Là một bạn nữ như bạn giới thiệu là chiều cao khiêm tốn nhưng mà rất là dễ thương. À, dạ vâng. Tóc dài hay tóc ngắn? Em nghĩ em nghĩ là tóc dài. Em nghĩ là chắc bận đầm. Vậy hả? Dạ. Tóc dài nhưng mà kiểu tóc là để sao nè? Em hãy tưởng tượng thôi. Em nghĩ bạn là bạn đó chỉ là để tóc dài xong rồi cột lên thành cái búi hay là sao đó. Wow. Thần giao cách cảm hả trời. Quan điểm về tình yêu của em sao? Gái ở ghế đỏ. Em á. Dạ, quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu. Tình yêu trung mà em thành. Từ trung thành không nghe nói vậy. Trung thủy trung... chứ sao trung thành? Thành. Dạ, nói chung là trung thủy á. Như lính lát vậy đó, phải trung thành ghê quá ha. Rồi. Trung thủy. Mẫu người yêu của em là cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào? Cao hơn em để có thể bảo vệ được em. Có nụ cười tia chớp. Trời ơi, từ cười tia chớp là cười sao? Tia chớp. Tia chớp là cười sao nữa? Hút hồn ha. Không, hút một à. Cái là hút hồn liền hút, luôn. Tôi thấy bên này hút á. Mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết mà hút bà nha. Ấn tượng như thế nào? Em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào? Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng.
Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng hát, tiếng đàn của cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn? Tiếng hát hơn. Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Có thích, có để ý, có nói chuyện, nhắn tin nhưng mà cảm thấy không ổn nên mình không tới. Ví dụ như mà có người đúng giờ ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý? Em nghĩ tầm 27, 28. Và bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè. Em chở qua ba mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mà ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Dạ, mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi. Chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao, cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng. 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục, còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Sành điệu á, được bao nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy. Đó. Dạ, nói chuyện đồ ghê quá. Em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình. Dạ vâng, thì hai mối tình trước là trước khi em đi du học. Là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác. Mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm. Tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em, mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí. Sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi nhưng mà bạn đó không tin. Mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây, dạ quen được 2 tháng. Dạ bởi vì gia đình bạn đó là theo đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo Phật thì ngăn cản không cho quen nữa. Còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em với cái tài đờn hát như thế này. Với tài đờn hát như thế này thì em có 2 mối tình từ lúc chưa biết đờn hát. Là coi như là thất tình xong mới biết đờn hát hả? Dạ đúng rồi. Mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ. Năm em học lớp 8. Mối tình thứ hai là năm em học lớp 9. Nó vội vàng quá vậy. Thời còn trẻ mà lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh. Anh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi. Hồi đó là quen qua Yahoo. Giận chia tay luôn. Bây giờ nè, tôi nôn lắm. Tại hôm nay là có người lớn, có ba, có mẹ hai bên đi theo nè. Mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không? Trước tiên thì xin chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Nói về là cô bé ngồi ghế màu đỏ, thấy thì tánh tình cháu cũng hiền, cũng không có được là được tự nhiên như mấy bạn gì đó. Hơi ít nói. Bạn áo xanh thì nói thẳng ra cũng được, học thức cũng cao, mà hình là hơi là lanh lẹ hơn là em, còn em ghế màu đỏ. Nói chung là ok hết, hai người nào cũng ok hết. Ok hết. Cô tham quá. Bạn đi, giờ bạn cho một cái quyết định nha nè. Giờ chỉ được chọn một thôi, mình cùng trang lưới với bạn mình nè. Gu em với lại Cẩm Vân khác nhau. Vậy hả? Vậy thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho Cẩm Vân. Đó. Màu đỏ nha Vân. Màu đỏ nha Vân ơi. Rồi, mời gia đình kế bên. Em giới thiệu đi em. Em là anh Đào, là chị của Nhung ạ. Em xin chào anh Hứa Bích Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn ghế xanh thì chững chạc hơn. Thì có lẽ là sẽ có một tí tương đồng với lại em gái của em. Con mời bác trai. Đây là phụ huynh của em bé Tơ, Tường. Trên hai người thì tôi cũng không biết sao lựa, để chừng nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Rồi, nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chị nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng này múa liền.
Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, dạ, cảm ơn bác. Rồi mời bạn trai bên đây. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Đạt ạ. Em là bạn của Thoại. Như bạn Nhung thì hát hay, còn bạn Văn thì lại múa lại. Chưa biết múa đẹp hay không nha, chưa biết. Chưa biết à. Chưa biết khúc này. Em nghe nói là múa đẹp mà trong khi đó thì mẹ Thoại cũng thì múa cũng đẹp. Em thấy là mường tượng là thấy giống mẹ Thoại á. Đấy là hồi xưa em thấy dạy múa cho mấy em á. À rồi hay quá. Bạn Vân là hợp phải không? Dạ. Rồi cảm ơn Vân. Nói vậy thôi. Bây giờ cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử. Không cần ạ. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh. Anh vui thôi chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận rồi, bò là không được, anh không được nha. Ôi, lạnh quá. Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Nhắm mắt lại vậy? Cảm nhận một xíu đi. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ôi, sao lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi, vô ngồi, vô ngồi em ơi. Cái sao giật cái liền vậy? Gì ghê vậy? Có chuyện gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. À, mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn. Từ cái sập cửa tao không? Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hay em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bển đó nha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu. Thôi được rồi. Không thiệt tình. Chào chị. Được rồi. Cửa. Mở cửa đúng không? Còn chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim thôi. Wow. Rồi đứng dậy múa liền nè. Múa liền đi. Cho em nhạc ạ. À. Rồi. Ồ đúng. Cho em nhạc. Phải liền chứ. Wow. Trời luôn kìa. Sao? Thì múa đẹp chị. Nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn ấy cũng dễ thương. Thấy bạn ấy cũng dễ thương. Sao cái giọng lạc giọng luôn vậy? Sao lạc giọng luôn vậy? Người ta múa, người ta mới hơi thở. Nó không ổn định với em ngồi không mà em căng thẳng hả? Tường, sao? Dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp. Phải học qua trường lớp. Chị thấy múa là cũng nhìn em được bắn bắn dữ lắm. Hồi nãy bạn nói là không học qua trường lớp gì đó. Thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp, em cũng thấy thích những người múa đẹp. Hả?
Rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi, bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì anh gái đỏ có vẻ hơi bồi hồi rồi, hồi hộp khi gặp em ha anh. Chưa có một mối tình nào. Dạ. Trai tân, trai tơ nó vậy đó. Em xin tặng quà. À, em xin tặng quà, mời em. Xin tặng quà liền. Ơi, gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý nghĩa sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy anh thấy em cầm đi thế này là hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không. Nghe u chứ. Thông cảm. Thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, đừng có cười, người ta dạy thiệt tình luôn á. Rồi em gái, mình cảm nhận về hai chàng trai này lúc mà mở cánh cửa trái tim ra thấy sao? À, đúng như lời chị em nói thì nhìn bạn ghế xanh có vẻ chững chạc hơn bạn ghế đỏ ạ. Dạ cho em xin phép tặng quà. Được, mời em. Thì hôm kẹp nay... nách, em kẹp nách rồi ta ăn được không? Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có cho mỗi bạn một quyển sách. Đây là quyển tiểu thuyết 5cm trên dây, là một trong những quyển tiểu thuyết mà em rất thích đọc. Đồng thời đó là một đặc sản Vũng Tàu, đó là một hộp khô. Hộp khô kẹp nách. Một hộp khô kẹp nách. Thiệt tình. Em muốn hỏi gì trực tiếp hai cô gái? Hôm nay thì anh đến đây thì anh muốn hỏi là các em đã thực sự nghiêm túc để tìm người yêu? Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Dạ, thật sự thì hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ, em cũng như chị, chắc chắn là nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Em muốn hỏi hai bạn luôn là với bạn thì bạn mong đợi điều gì nhất ở người bạn gái của mình? Đối với em thì em mong đợi nhất là chung thủy và biết quan tâm, chia sẻ, kiểu như là có thể hiểu được ý của bạn trai mình muốn gì mà không cần phải nói ra. Khi mà chúng ta yêu nhau, nếu mà chúng ta hiểu nhau thì... có gọi là tâm linh tương thông và thần giao cách cảm. Rồi, còn em? Em muốn tìm bạn thì cũng... chân thành, biết chia sẻ cái khó khăn của nghề nghiệp của mình. Nói chung là không có cái gì giấu giếm cả, nói chung là nó thoải mái với nhau. Thế bây giờ chị hỏi hai cô gái mình là hai chàng trai mình đều là không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em có ngại làm dâu không? Làm dâu thì chắc chắn ai cũng phải làm thôi chị, không có ngại. Nhưng mà có điều là em sợ em làm dâu không được. Sao vậy? Sao vậy? Dạ vì em mặc dù rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu không có được ngon. Không sao á, ăn tôi là tấm lòng. Nãy giờ tôi nghe phảng phất mùi thơm đây quá trời mà. Dạ, hay. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ đây là món trứng chiên thịt bà mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao mà ăn đơ quá vậy? Tại ăn sao thằng kia nó đơ. Đây là lần đầu tiên có một bạn gái mà nấu cho mình ăn. Thế em hơi xúc động. Yeah, được đút cho ăn luôn có gì nữa. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn á. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Em cảm thấy sao? Dạ em cảm thấy ngon. Ngon. Wow. Thằng trai dễ ăn. Gu này ăn mặn. Vậy là trứng thịt bằm và muối nữa chứ. Dạ tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. À không sao. Thì đó, chị nói mà gừng cay muối mặn mà đừng lo. Mặn chứ. Rồi chị hỏi nè. Dạ. Bây giờ mình còn rất là trẻ. Thế em nghĩ sao, giống như bây giờ các bạn trẻ hiện đại đó, ví dụ đi ăn, đi chơi, đi đồ đó, mình share tiền nhau, thế em nghĩ sao? Em về việc share tiền nhau ấy thì em không thích cái việc mà trong một bữa ăn đó mà cuối buổi thì hai đứa share tiền nhau thì nó hơi kỳ. Ví dụ như là bạn nam có thể trả bữa ăn hoặc em có thể trả bữa ăn và bữa uống nước thì người còn lại có thể trả. Em nghĩ sao? Mẹ em có nói với em một câu là hồi lúc mà mẹ em quen ba em á, là từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới khi kết hôn là mẹ em chưa từng phải trả một đồng nào hết. Thì không bác, thì không bác. Trời ơi, giờ đại gia ngầm ngồi dưới đây nè. Trời ơi trời. Em muốn hỏi hai bạn nữ một câu cuối là giữa
bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Em với em thì tầm tuổi này ấy và thì em sẽ chọn cơ hội. Vì tuổi trẻ thì em muốn trải nghiệm nhiều hơn là bình yên. Còn bình yên em cũng đã nghĩ vạch ra con đường sau này của mình khi mà đã tầm 50 tuổi trở lên ấy thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ, em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội gì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thực sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Bình yên thì em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ tự tạo cái bình yên đó cho mình. Em có hài lòng với câu trả lời của hai bạn đó chưa? Hiểu chưa? Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Rồi, còn ai? Còn ai tiếp tục? Chàng sĩ quan của tôi còn muốn cơ hội hết rồi, lẹ lên, nhanh. Thì em sẽ chọn là cơ hội. Thử em đâu có hỏi cơ hội của em chứ. Mình muốn tỏ tình, mình muốn nói cái gì em một lần hỏi đây nè. Hai cô gái nữa không để mình bấm nút. Trời này nó đâu cần cơ hội của em chứ. Không, nhưng mà cũng lé lé là muốn coi. Thì sau buổi hôm nay thì có lẽ là mình hy vọng là sẽ có buổi ăn tối để nói chuyện nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Lạc giọng nữa rung. Xét á, bị xét á. Tôi rất trân trọng cái chàng trai này. Thật sự trong lòng dậy sóng luôn, điện chạy rần rần, lạc giọng mỗi lần khoảnh khắc quyết thiệt định là bạn lạc giọng à. Không thiệt. Phải là cái mic này nó không được vô hay sao? Không phải, không ai phải cũng vô á. Ai cũng nói lớn được hết. Thời gian đã hết. Bây giờ các bạn ơi, mình hãy đặt tay vào được cái nút bấm của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Là màu xanh thì tương ứng với cô gái ngồi ở ghế màu xanh. Màu đỏ tương ứng với người ngồi ở ghế màu đỏ. Cảm thấy có cơ hội mới bấm. Còn cảm thấy không phù hợp có quyền không bấm chứ không cần phải lịch sự. Và bây giờ đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1 Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Và nghiêm túc thì mình có tới tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Bấm. Xong hết rồi. Là bây giờ mình cũng chỉ thành công có 50% thôi. Và không. Không. Gì nữa? Không. Sao không? Bốn phương bốn hướng luôn rồi. Gì bốn phương bốn hướng? Tôi lộn hả? Mắt tôi quắn gà hả? Dạ, sao em không có bấm không? Dạ không ạ. Tại sao không bấm? Em cảm thấy là bạn, em nghĩ là do chưa giống với cái hình mẫu của em. Không phải là em kêu hay là sao, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình bấm nút với một người mà mình không thích á thì nó rất dễ là gây đến cái hiểu lầm hoặc là những cái điều không muốn cho nhau. Mời các em ra đây. Lỡ rồi chị hỏi luôn nhà trai đi. Yeah, cảm xúc của em như thế nào? Sau khi tìm được công việc thì em mong muốn một cuộc sống bình yên với gia đình hơn là em nghĩ vậy, và em nghĩ và bạn ghế đỏ là phù hợp với tiêu chí của em hơn. Em cảm thấy rung động nên em đã bấm. Em cảm nhận như thế nào giờ phút này? Dạ em hơi bị rối rối xíu. Em không nghĩ là anh ghế màu xanh sẽ bấm chọn em. Chắc là do nhiều khi cái suy nghĩ của em nó khác hơn anh. Cái còn bạn cuối cùng. Dạ em thì cảm thấy không ngạc nhiên ạ. Tại vì cơ bản em biết được là mỗi người sẽ, trái tim mỗi người sẽ cảm nhận một cái khác nhau. Hôm nay thì ông Mai và Mối thất bại rồi. Nhưng thôi không sao cả, bởi vì sao ạ? Chúng ta phải luôn trân trọng cảm xúc của những người tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, dù cho là ngày hôm nay ông Mai và Mối đã thất bại, nhưng mà dù cho các bạn không đến được với nhau, thì chương trình vẫn gửi tặng cho mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme. Pin khủng sạc nhanh, và cảm ơn các bạn đã đến với chương trình dám bày tỏ nè, dám thể hiện bản thân của mình để tìm kiếm một nửa yêu thương. Xin tặng cho các bạn mỗi người một chiếc điện thoại Realme. Tặng em. Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn, đây là một phần quà từ We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Đây gửi tặng em nha. Gửi tặng em. Đây, đổ lên đây.
Và cho dù là chúng ta thành công hay thất bại thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một, vẫn dành tặng cho mỗi bạn tham gia chương trình một combo bột giặt Joy. Yeah. Đây. Quý vị khán giả thân mến ơi, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và hãy nhớ đón xem khung giờ rất quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho tất cả các bạn trẻ gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mình thích bạn có khuôn mặt trẻ xoan và bầu bỉnh một tí, tức là đầy đầy đặn á, nhưng mà mình cảm thấy bạn Văn chưa hợp lắm, không phải là chê nhưng mà cảm thấy không hợp lắm. Hôm nay á là từ Cam Ranh vào đây thì đi đường xa thì kiểu gì em bấm nút hết á. Ý là mình con trai nữa, mình không thể không bấm nút thì nó hơi kỳ, không bấm nút thì nó hơi kỳ, mà nó sẽ ngạ, mà nó sẽ ngạ. Khi mà cầm tay các bạn. Không, mình không hề run, không hề tim đập mạnh một tí nào luôn. Ôi, lạnh quá. Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Ôi, sao, sao lẻ vậy? Gì vậy? Nắm thấy là biết là được rồi. À, dạ. Rồi còn đối với bạn thì sao? Thì như mình đã chia sẻ thì các bạn ghế đỏ có quan điểm sống nhiều thứ phù hợp với mình hơn. Với lại mình cũng muốn có một người bạn gái nhỏ hơn mình vài tuổi để mình có cảm giác bảo vệ, che chở cho người đó. Giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Dạ, em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ, nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thật sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Cái cảm xúc này của mình như thế nào? Dạ thì em cũng hơi bất ngờ về anh đó. Tại vì như hồi nãy em đã chia sẻ là mối tình thứ ba của em là em cũng có quen một anh bộ đội. Thì hiện tại thì lúc trước là em không dám mở lòng, cho nên là em đến với tham gia chương trình này, em không nghĩ là em sẽ được ghép đôi với một anh sĩ quan như vậy. Thì là em cũng muốn thử một lần nữa mở lòng của mình ra xem như thế nào, tại vì em không tin là sẽ không tìm được một người phù hợp với em. Hơi bất ngờ về bạn ghế đỏ. Vì cảm thấy bạn ghế đỏ ấy, nhìn hoài, bạn nữ ghế đỏ ấy, bạn nam ghế đỏ nhìn hoài luôn, mà cứ nghĩ là bấm bạn ghế đỏ luôn ấy, nhưng mà không biết sao tại sao lại không bấm. Còn bạn nam ghế xanh thì mình không bất ngờ. Hôm nay thì sao, cảm xúc sao, ví dụ như bạn con muốn tiếp tục không và muốn thuyết phục Vân không? Dạ, tất nhiên là muốn tiếp tục rồi chị. Phải thuyết phục chứ. Mình thích cái gì mình phải phấn đấu bằng được. Lần đầu tiên mở rèm ra là em đã để ý Vân rồi. Sau khi mà Vân múa thì em cảm thấy wow, đây là em rất là thích. Với lại sau đó thì bạn còn cho em ăn nữa thì em kiểu như là đây là lần đầu tiên có người nấu xong đút cho em ăn luôn á. Cảm nhận được cái sự chăm sóc của Vân đúng không? Dạ. Vậy thì lúc mà mong muốn, cái cảm xúc của em là sao? Rất là thích, kiểu như là fan hâm mộ luôn á chị. Lúc đó thì em cũng thấy bạn cũng nhìn em, nên em càng thích hơn nữa. Em sao cái lúc mà muốn chị thấy em quay về hướng của tường cũng nhiều. Nhưng mà đến hồi sau lại không bấm tường. Thật sự lúc mà mở cửa ra thì em lại bị ấn tượng căn ghế màu đỏ nhiều hơn. Tại vì em là thích một người ở ngoài lạnh lùng, ở trong ấm áp, ít nói. Dạ. Nhưng mà em thấy anh này... Không, nhìn thấy chàng trai Tường này cũng rất là ấm áp nha. Dạ, chắc là do em cảm nhận chưa đủ, chưa tới. Em muốn hỏi bạn nữ một câu được không? Ok, em muốn hỏi bạn nữ.
Nếu bây giờ mà cho bạn chọn lại thì bạn có cho mình một cơ hội để tìm hiểu bạn không? Mình rất là thật lòng, mình rất là muốn tìm hiểu bạn. Bạn có thể cho mình một cơ hội không? Như... Thì nếu như mà em cảm nhận được đủ cái sự chân thành của anh á, thì chắc chắn là cơ hội thì sẽ tới nhiều đúng không? Như em đã nói. Vậy thì bạn cho mình một cơ hội nha. Chị trả lời có đi. Ủa, là cái này là anh đang cũng giúp em đúng không? Không, cái này đang năn nỉ. Năn nỉ em hả? Anh phải thể hiện sao cho em cảm nhận được chứ. Đây. Anh này chắc dễ chiều á, chị cứ nói đồ ăn cho là dễ chiều. Dạ không, lúc trước em cũng đẹp trai lắm mà tại vì dịch Covid em ở nhà riết nên em mới vậy chị. Cái cảm nhận giữa hai người con trai thì cô sẽ thích bạn nào hơn? Giữa hai người thì một đứa thì nói chuyện thì lánh lót, còn một đứa thì quá trầm lặng. Theo trầm. Nhưng mà theo cô nghĩ là cô chọn những người là coi như là thánh thoát, lanh lẹ. Tức là cái anh yêu kính đúng không? Đúng rồi. Ngồi nói chuyện ha. Rồi chị lên nha, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau nghe. Bye bye, chúc chị đi vui vẻ.